đi Tây rồi lại trở về đông á. Nãy đầu tiên hết rồi đi lên đây. Xong rồi dòng xuống, xong rồi xích. Dòng lên là ngủ. Ông này không biết cách cũng tính sao á. Lên vòng lên vòng xuống mà đã gì cũng mất xăng nữa. Nghe chạy có tờ vô coi coi nó còn có được sớm không. Chạy có tờ. Yeah.